Và nó lá trà này, mình để vớt lên. Vớt lên. Yeah. Wow. Đã vậy? Nhìn miếng gà kìa. Ừ. Tôi biết là ai đó thích ăn gà rồi. Măng nấm này, hay là cá này, rau chua chua xào này. Thịt. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập 14 của Người Mẹ Thành Thơi. Ngoài trời thì đang mưa lất phất, các bạn nhìn thấy mưa lất phất không? Và trời rất là lạnh. Hôm nay mình đi lên núi Mau Không, núi này nổi tiếng về trồng trà. Và mình sẽ ăn những cái món ăn làm từ trà, ví dụ như canh gà lá trà, rất là hấp dẫn. Và uống trà giữa vườn trà nữa. Hãy đón xem nha. Đường đi lên núi rất là chill. Hai con ếch nhảy xuống nước. Đường đi lên núi rất là nhiều cây xanh. Từ xa có tiếng nhạc vọng lại. Má có thể quay về thôi, má tự về sau má. Dọc đường thì có rất là nhiều hàng nhà hàng mà mình có thể vừa ăn vừa uống trà, thưởng trà. Và có tầm nhìn ra 101 mà góc này thì không thấy, nhưng về cơ bản là ngồi ở phía này thì sẽ nhìn thấy 101 này. Đây, mình khoảng cho các bạn xem nhà hàng đây nha. Đây nè, góc này nhìn thấy 101 rồi nha các bạn. Đó, bên dưới còn có suối chảy róc rách. Đó, đi lên đây thì ai mà thích thiên nhiên thì sẽ rất là khoái. Đó, 101 đằng xa thì các bạn nhìn thấy chưa? Dọc đường đều có rất là nhiều hàng quán, mình cứ chọn đại một cái là được, cũng không quá quan trọng đâu. Nè, góc này siêu đẹp nè. Thì cái góc này đẹp nè, mình quay kỹ cho các bạn xem nè. Đó, đối diện là rất là nhiều nhà hàng. Ồ, có một cây phong, lá đang đỏ. Có cây hoa trà đằng xa nữa. Nè, mình vừa phát hiện ra một cái góc chụp hình rất là đẹp nha. Đó, nếu mà mình đứng đây là mình sẽ chụp hình giữa trái tim. Có tòa 101 luôn. Đó, đây là tên nhà hàng, để các bạn có thể tìm được. Đó, cái chỗ chụp hình là ngay ngoài nhà hàng này. Ok không? Ở trên thì có một quán cà phê trên cao. Ngắm cảnh xuống dưới cũng rất là thích. Ai mà thích vắng vắng người lại còn thích cây cối, cỏ hoa thì lên đây rất là hợp này. Các bạn thấy không? Toàn là cây với cây. Em lấy đất cỏ dọc đường này. Đằng xa xa là cáp treo, là các bạn nhìn thấy cáp treo không? Đó, đằng xa xa là trạm Mau Không. Cáp treo đó. Đó, cáp treo đang đi xuống núi đây. Ok, đây là con đường mình đang đi đến hàng trà. Khúc này là không còn nhiều hàng quán nè. Đó, toàn rừng núi. Đây có mộ luôn nữa này. Bắt được bếp. Cái này trồng trà này. Cái này còn có cỏ rau cháo đẹp này. Đó, con đường dẫn đến quán trà rất là thơ mộng. Chỗ này có bến xe buýt đẹp xỉu nè. Đó, bạn nhìn view xung quanh không? Trời ơi, núi non trùng điệp, rất là đã nè. Đây nha, để mình đi một cái phía ngắm cảnh cho mọi người coi. Đó, đây nè, mây không? Trời ơi, bến xe buýt đẹp chưa nè. Đằng sau còn có khung cảnh để mình ngó này. Trời ơi, chờ xe buýt ở đây chiêu chứ còn gì nữa. Đúng không? Đó. Đó, chỗ này nha các bạn. Đó, ngắm cảnh nè. Ưng hông. Xong còn một cái đường đi bộ cũng khá là đẹp. Có bậc thang đi xuống luôn á. Đó, mê không? Đây các bạn ơi, mình đến quán rồi. Quán này siêu đẹp nha. Có một cái cổng rất là dễ thương. Đó, bây giờ mình sẽ đi vào ha. Giới thiệu với các bạn view từ chỗ bọn mình ngồi nha. Bọn mình ngồi trong cái bàn này, mùa hè thì họ không có căng bạt đâu, nhưng mùa đông thì sợ gió lạnh với lại sợ mưa. Đó, họ căng cái bạt ni lông ở xung quanh để cho
mình đỡ bị gió lạnh và ướt. Đấy, ngay bên cạnh là đây này, phía này là các cái cây trà người ta trồng này. Mình đang chờ thanh toán này, ở đây thì nó có cả một cái quầy để bán những cái loại đồ khô uống với trà hoặc là cả mì ăn liền nữa. Bàn pha trà này, bác này bán trà này. Đây là bàn thanh toán này. Đây nước đang rơi sùng sục rồi này. Canh xuồn, gặm miếng xuồn, sạch luôn. Đây là đồ mình gọi kèm này, đào sấy khô này, ô mai đào này. Cái này là mơ muối vị trà để ăn cùng khi uống trà, và đây là trà mình chọn hôm nay. Đó. Cái trà này uống không hết thì mình mang về được, pha không hết thì mình mang về. Rồi, ok, pha trà đã. Đây nha, đây là đồ của bọn mình nha. Đứa nào cũng cầm máy ảnh để tác nghiệp điên cuồng. Phấn khích vì đồ ăn ngon đan gà này. Canh gà nấu lá trà này, đây nha, để vớt lên. Vớt lên. Yeah. Wow. Gà này, đó. Gà rồi, tôi biết là ai đó thích ăn gà rồi. Măng nấm này, cái này là cá này, rau su su xào này, thịt gà này, đây là món sườn với lại đồ tráng miệng. Còn đây là ấm trà, lát nữa chúng mình sẽ pha. Đây là chú mèo xinh xinh của quán này. Hôm nay trời lạnh nên là quán còn đốt cả lửa để sưởi ấm, phải đứng đây ấm ơi là ấm nè. Nhân giá thì còn bán các cái loại trà, rồi là những cái bình để pha trà luôn. Đây, tụi mình uống trà xong rồi này, giờ đang đi ra này. Lúc ấy đi vào hơi đông người nên mình không có quay cái đường. Đó. Đường đến quán trà rất là thơm mộng, xanh tươi, yên tĩnh nữa. Trời đang mưa nhẹ. Lạnh hơn lúc nãy rồi nhỉ? Lạnh hơn nè. Thêm quán trà. Cúc này mưa quá không có cây tre. Đi nhanh nha. Đi nhanh. Nhanh ra đến cổng. Tên và địa chỉ quán trà cho các bạn cần. Rồi, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Và hẹn gặp lại tập sau. Lão dốc hơi mệt.